Intel Optane, cụm từ rất hot trong khoảng thời gian 2017 và 2018, một sản phẩm tiềm năng vào thời điểm bấy giờ có thể biến những ổ HDD nhanh gấp 5 lần khi so với ổ thông thường. Hay ho là thế, thế nhưng tại sao ở thời điểm hiện tại các bạn sẽ không thể nào nghe tới cụm từ là Intel Optane cho HDD nữa? Để có thể hiểu rõ được bản chất của vấn đề thì bây giờ chúng ta cần phải tìm hiểu là Intel Optane là gì. Thì đối với Intel Optane thì đây là một công nghệ của Intel. Với cách hoạt động đó chính là những ứng dụng nào bạn thường xuyên sử dụng được lưu trên ổ HDD thì sẽ được Intel Optane tăng tốc lên, tương tự như với việc các bạn lưu trữ trên ổ SSD. Nghe cũng có vẻ hay ho và thông minh. Vậy thì cách hoạt động đơn giản là chúng ta chỉ cần dùng ứng dụng thì cái ứng dụng đấy sẽ được nhanh hơn. Tại sao Intel Optane lại dần biến mất khỏi thị trường? Yếu tố đầu tiên, dung lượng và mức giá. Với một ổ Intel Optane có dung lượng khá thấp, chỉ từ 16 đến 32 GB, với dung lượng đó thì ổ Optane sẽ không thể nào làm ổ cứng chứa Win được và thay vào đó sẽ là một ổ cứng trung gian. Thì với dung lượng 16GB và 32GB sẽ lần lượt có mức giá là 44 đô và 77 đô. Thì hầu hết người dùng đa số sẽ đều lựa chọn bản 16GB để tiết kiệm chi phí. Và lúc đó sẽ bắt đầu phát sinh những vấn đề khi mà ổ Optane có dung lượng quá thấp. Thì khi các bạn sử dụng những ứng dụng, chỉ cần ứng dụng có dung lượng quá lớn thôi và lớn hơn những cái gì mà một ổ Optane có thể cung cấp, thì những cái ứng dụng trước đấy được nạp vào lập tức sẽ bị đẩy ra ngoài để có thể nhường chỗ cho cái ứng dụng mới. Thế nhưng không phải là bạn cứ bấm vào ứng dụng thì cái ứng dụng đó sẽ nhanh hơn, mà thay vào đó thì các bạn sẽ phải sử dụng một vài lần thì khi đấy ứng dụng mới có thể nhanh được. Mà muốn sử dụng tiện thì chắc chắn các bạn sẽ phải mua những cái phiên bản khá cao, khoảng 32GB. Thế nhưng đối với phiên bản 32GB thì lúc đấy lại ngang cái giá khi so với SSD vào thời điểm đấy, khiến cho Optane khó cạnh tranh hơn trong thị trường là mảng lưu trữ dữ liệu cơ bản. Và yếu tố thứ hai cũng là cái điểm chí mạng nhất, đó chính là tính tương thích đa dạng người dùng. Đây chính là cái vấn đề mấu chốt khi mà các bạn sử dụng Intel Optane. Thì nghe cái tên thôi, Intel Optane, nếu như bạn muốn sử dụng công nghệ này thì các bạn phải sử dụng CPU dành cho Intel. Những người dùng sử dụng những cái nền tảng CPU khác sẽ không thể sử dụng ngược được cái công nghệ này. Tức là chúng ta đã mất đi khá những cái lượng người dùng dễ tính rồi. Nhưng như vậy vẫn chưa hết, việc Intel Optane sử dụng được cho Intel nhưng không phải mẫu CPU Intel nào cũng có thể sử dụng được. Chỉ có những mẫu CPU từ thế hệ thứ 7 trở lên mới có thể sử dụng được. Còn những cái mẫu CPU đời sâu hơn thì đấy sẽ không phải là điều kiện để các bạn có thể sử dụng Intel Optane, và thay vào đó chúng ta sẽ phải sử dụng những cái ổ SSD thông thường. Và CPU tương thích là điều kiện cần. Còn cái yếu tố đủ ở đây đó chính là main các bạn sử dụng phải có khe M2 để cắm. Như vậy rõ ràng những người dùng thông thường, những người dùng phổ thông vào cái thời điểm 2017 và 2018, những cái mẫu main họ lựa chọn có khi còn không có cả khe M2. Vậy thì làm sao để họ có thể tiết kiệm được chi phí khi mua một ổ Optane thay vì mua một ổ SSD? Lúc đấy thì người dùng sẽ chia ra làm hai suy nghĩ. Một là mua một ổ SSD cộng với HDD như thông thường để về dùng. Hai là mua một ổ Optane cộng với một HDD nữa mà chưa chắc có thể sử dụng được hay không. Đa số sẽ đều lựa chọn phiên bản là SSD cộng với HDD thay vì Optane và HDD. Và cũng vì thế dần dần thì Intel Optane cho HDD bị tụt lại khi so với những công nghệ mới ở trên SSD, cho mức giá rẻ và cạnh tranh hơn rất nhiều khi so với Optane. Và gần như nếu như các bạn cần phép so sánh thì với một ổ 500GB vào cái thời điểm bấy giờ, các bạn sẽ nghĩ là đắt lắm, không thể mua được đâu, có sẽ có mức giá khoảng từ 3-4 triệu hoặc thậm chí là cao hơn. Thế nhưng bây giờ mức giá chỉ bằng một nửa cái thời điểm đấy thôi, khiến cho ổ SSD bây giờ trở thành tiêu chuẩn trong tất cả những cái bộ máy tính mà các bạn sử dụng, từ PC, laptop hay là thiết bị đồng bộ, tất cả đều dùng sang SSD hết. Vậy thì anh em đánh giá sao về công nghệ Intel Optane? Ngày xưa có anh em nào phân vân giữa việc chọn mua SSD cộng HDD thay vì chọn mua Optane cộng HDD không? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận của video. Và những cái sản phẩm SSD có mức giá khá tốt như này thì mình sẽ để ngay trong phần mô tả video để anh em có thể click vào. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.